Anh cũng đang nhìn cuộc sống em tràn đầy, mà tại sao những đứa trống rỗng lại làm vai em lạnh gầy. Gió bấc nơi đây, xoa dịu vòng tay. Anh chưa gặp người con gái nào làm trái tim này phải say. Every day, every night, I can say anything in my mind. I love có you. Một người lặng lẽ đứng bên em vô hình, giấu đi những tâm tư của mình và nghĩ đến em từng thường nhớ ai đang đông đầy. Em cũng cạn lời luôn. Hai cái ông này rất là khớp với cái bài đó đó. Cái phong cách, cái kiểu diễn á. Cái đoạn đầu thì không khớp lắm. Nhưng mà đoạn nhìn sau thì đi vô hát thì có vẻ cái khớp. Cái gương mặt nhìn vô lắm á chứ. Mà cái mặt nó khó đoán hát dòng à, lại hát nhạc pop nữa. Hát đi quá. Hai bạn này còn trẻ lắm. Chắc phải hát cái dòng nhạc nó phù hợp với giới trẻ một chút. Nhìn hai bạn nhỏ nhỏ ốm ốm, giọng đọc rap, mặt cũng cái kiểu sinh viên rap á. Em nghĩ là hát nhạc pop á. Pop, khả năng pop rồi đó. Khả năng pop là cao á. Thôi nhìn hai bạn này thư sinh lắm, chắc chắc chọn hai bạn thư sinh này cho hai bạn hát nhạc pop á nhỉ. Nãy giờ là ba tiết mục là pop hết á. Anh chọn ba lần pop á, hai. Ba lần pop là không vậy là không cho pop hả? Không là. Có không, nhưng không, mà không, để giữ ngập trường, nếu mình chọn bốn cái cùng một thể loại thế nào là chúng chắc phải trúng một cái đúng không? Mà ngồi trước giờ tôi sai rồi. Quang Dũng cũng từng đi theo cái công thức đó và trắng tay. Nhưng mà chứ anh nhớ không, đến lần cuối cùng á thì là đúng mà lại không giữ lập trường. Thôi vậy giờ chắc là cũng phải giữ lập trường luôn, là chọn pop thêm lần nữa quá. Rồi. Thế bây giờ em phải chọn pop, vậy anh là... phải chọn pop nha để nó sai đều. Nó đúng nữa nó kỳ lắm. Vậy là giám khảo ở gần phút. MC thấy hai bạn này là nhạc gì rồi? Nhạc pop đúng không? Nhạc pop. Làm gì có cái chuyện hai chương trình, hai tiết mục hip hop kế nhau Tâm? Còn tôi chọn hip hop á, tôi thấy cái thái độ đó nè. Tôi chọn đó nè. Giờ sao cho. Trời ơi, cái gì mà hành hung của tôi vậy? Cái gì mà áp đảo tinh thần tôi vậy? Hip hop. Thôi em chọn thêm Dũng thử đi, chọn hip hop thử đi. Ý đó, vậy là chung pop á. Cuối cùng vô pop á. Đến đó rap pop thì sao? Thôi chọn hip hop đi. Thôi bây giờ về đi. Anh chọn hip hop, em chọn pop cho. Ok. Xong nếu em trúng game đưa điểm cho anh. Ok. Giờ anh chọn hai lần. Thôi nhưng mà nhắc. Thôi không có cái nhạc pop đâu. Trời ơi, nghĩ ra cái gì khác giùm cái coi. Nghĩ ra giùm cái dân kia. Dân ca đi. Hay là rock ta. Hai đứa này ốm ốm, nhìn ốm ốm nó cũng hát rock được. Rồi thôi pop. Cuối cùng Mỹ Tâm là pop. Quang Dũng là hip hop. Hip hop. Hip hop luôn. Phúc là hip hop luôn nha. Tôi thật ra cũng chưa biết hai ông này hát cái gì nữa. Bây giờ hai ông ra mà hát cải lương cái cắn lưỡi. Mời quý vị cùng thưởng thức phần trình diễn của hai bạn đó. Hoang mang dễ sợ luôn. Không mà hoang mang thiệt, hai bạn này khó đoán. Tại vì nhỏ vừa nhỏ con mình vừa nhỏ, thấy nhỏ tuổi nữa. Chọn gì vậy? Chết chà. Có con ảnh rồi. Chắc ra hai người đấu rap nhau. Có con ảnh mà thấy không có phải hip hop rồi. À. Pop rồi. Không lẽ làm nhập hết. Là người có duyên, lại một người ra đi mãi mãi. Từng nỗi nhớ cuốn theo đêm dài, trượt lòng bỗng thấy cô đơn lẻ loi. Tôi lại ngồi khóc cho cuộc tình tôi. Coi như tình đôi ta đến lúc phải rời xa, hãy duyên phận kiếp trước đến nay hết tơ vương. Em chắc giờ hạnh phúc nhiều lắm nơi phương xa. Và bỏ quên những tháng ngày xưa bên anh. Chuyện tình yêu tan rồi vì người ra đi không về. Chỉ còn tôi lại đây với những con đường khi xưa ta đã đi cùng bao kỷ niệm cũ. Cũng ra đi mãi mãi bên kia chỉ còn hư vô. Này người ơi, chẳng lang thang về nơi đâu. Bao yêu thương giờ nơi đâu. Câu thơ từ xưa buồn phai mờ theo làn sương tan biến trong cõi mơ. Mưa buồn rơi trên là mi mắt, ngày chia lìa hoa rơi buồn yêu hát.
tiếng đại thiên sơn tương tư lặng mình trong chiều đun tan vào lời ca. Chiều nay ở trên phố Huế, kiếp giang hồ không bên đợi, mà sao mưa cứ rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai. Chiều mưa trên kinh đô Huế, tiếng mưa còn vương kỷ niệm ngày quen nhau dưới chân thiên mù, em còn nhớ không? Thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa mang câu tình ca, ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà trăng nước hiền hòa, ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay người đành bỏ anh canh vắng bơ vơ sầu đau, người đành bỏ anh quên phút ta yêu lần đầu trăng nước bạc màu, người đành bỏ người như sương khói chuyến tàu. Tình tình tang là tang tình tình, rằng có biết là biết hay không, rằng có nhớ là nhớ hay không. No. Thế nhé dấu yêu có nhớ đến nhau, về đây đón đưa, về nghiêng nắng mưa, cho anh thương lại, cho em yêu cho ta mơ về bên yên, cho anh nắm tay em một giây và được nói yêu em một lần. Dẫu mai này rời xa em đi thật xa, mai này rời xa hãy nhớ anh luôn. Sớm mai tình say tôi lạc vào hư không, đôi tay níu lấy điều gì mà chờ mong. Nắng kéo mây về, gió kéo đông về, sợi tờ duyên đứt đi rồi có nối lại được không? Hai đứa tới đây ngộ quá, ra tới nơi giám khảo vẫn chưa biết được là hát hai giọng đứa nào em hát cái gì ha. Là bạn mashup trên cái dòng hơi R&B một chút xíu đúng không? Đúng rồi. Thì cuối cùng là sao? Pop R&B. Trời, giờ hai em nói cho mà mấy chị biết đi. Trước tiên là tên cái đã nè. Dạ, em tên là Minh Chiết ạ. Em tên là Quốc Sơn ạ. Nhiêu tuổi rồi em? Dạ, em 20 tuổi ạ. 20 bên kia? Em 19 ạ. Trời ơi. Ông 19 mà ông cao hơn 20. Bởi vì ngay từ cái hình thể tôi đánh lừa người ta rồi. Khó đoán thì đến giờ cũng đoán được. Hai em là bạn hay là tới cái cuộc thi này mới rap và... Dạ đúng rồi, em và bạn là bạn của nhau. Vậy giờ em nói cho mấy chị biết đi, bài hát vừa rồi của các em là theo cái dòng nhạc gì, thể loại gì? Dạ cái dòng nhạc mà bọn em vừa hát là R&B pha dân ca. R&B là do cái ông phối ông suối vậy đó. R&B pha dân ca pha gì hết á. Cái nhạc đó là nhạc R&B nhưng mà là tụi em mashup những cái bài nó hơi hướng dân ca chút xíu vào để hát. Mà chị cũng nghe bài đồng gì đồng rap gì bài lạc trôi nữa phải không? Cái gì hiu hắt. Nên hiu hắt. nghe bên quen rồi. Hai em, chị nghĩ là tụi em cần phải tập luyện thêm nhiều nè. Bởi vì tụi em hát cũng chưa có tự tin lắm. Chưa tự tin lắm. Giọng của em trai Triết á, thì tốt hơn một chút so với bạn Sơn ha. Rồi ví dụ như có những cái đoạn thì em đưa nó vào nhưng mà nó bị thấp quá. Ví dụ như cái đoạn mà Chí Chân Thiên Mụ bài chiều nay trên Phổ Huế đó. Với lại một cái bản phiên bản hoàn hảo thì chị nghĩ thường thường là không phải là phiên bản mashup. Mà phiên bản hoàn hảo ở đây là những cái bài hát mà ví dụ như bài hát nhập pop em chuyển qua bolero hay là R&B hay gì đó. Thì mới là làm theo cái cách của mình. Còn đây là hơi mashup rồi cho nên chị cũng khó đánh giá được. Em hiểu ý chị không? Nhưng mà thật chị cũng đánh giá bởi vì cái sự sáng tạo của hai em. Cho nên chị cũng rất là cảm ơn vì em đã đến với chương trình. Cảm ơn giám khảo Minh Tâm. Anh Dũng có muốn góp ý gì thêm với hai em không? Anh thì anh lại thích hai em dễ thương. Thứ nhất là tại sao ngài thích? Thích là tại vì em anh cảm nhận giống như một người bình thường tới đây tham gia thi, giống như là những cái bạn mà hát một bài nào đó ở trên mạng và rất được yêu thích, và hôm nay là xuất hiện khỏi cái mạng internet để tới đây.
thì anh thấy cái điều đó rất là dễ thương, rất là thú vị. Thật ra là cứ nếu mà biểu diễn như ca sĩ hoài thì nó cũng ngán con người người phàm, người bình thường thì nó dễ thương. Và anh thấy tụi em có cái tình cảm, thật ra hát rất là tình cảm, cái bài phối cũng cũng hay. Nhờ cái màu này thật ra thì nếu mà cách đây nhiều năm thì tụi anh sẽ ngạc nhiên hơn, bởi vì thật ra cái màu này trước đây cũng có như anh khen hay đã làm và cũng rất là tình cảm, thì thật ra để sáng tạo ra một cái gì quá mới thì nó khó. Nhưng anh nghĩ là tụi em đã làm được cái điều cho anh thấy là tụi em rất là yêu âm nhạc, có giọng hát và có cái tình cảm. Nhưng mà để biểu diễn mà để trở thành ca sĩ nó khó lắm, nó nhiều, cần kỹ năng, cần cái duyên ở sân khấu, cần cái sự tự tin, thì những cái đó tụi em hơi thiếu. Thì anh nghĩ rằng tụi em nếu mà hát ở trên mạng những vậy thì sẽ rất là nhiều like, nhiều view. Cảm ơn Quang Dũng. Rồi mình nghe ý kiến của anh Phúc cái nữa nha. Ý kiến của Phúc thì chắc là hai bạn sẽ về cố gắng hơn cho từng người á, từng người trước. Hôm nay hai bạn đã làm hết sức mình rồi, có một sự hợp tác rất là ăn ý của hai người bạn với nhau. Xin chúc cho hai bạn hôm nay có một cái tiết mục rất là dễ thương. Cảm ơn bạn giám khảo. Mình mới có 19-20 tuổi thôi, còn rất là nhiều thời gian để mình luyện tập, luyện thêm thể hình đi nha em. Cho to con chút xíu nữa, muốn được sân khấu thì đẹp hơn nữa em ha. Cảm ơn em, Triết và Sơn. Vậy là với tiết mục này, phải chi nãy mà Phúc giữ cái quan điểm của mình là pop đi thì có điểm rồi, đúng không? Phúc nghe lời Dũng sửa qua hip hop, cho nên ban giám khảo tiết mục này trắng tay thưa quý vị.